Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng mới đi vào hoạt động nên không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, bệnh viện cũng đã tận dụng nguồn nhân lực vốn có và máy móc trang thiết bị được đầu tư mới. Nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao đã bước đầu tạo hiệu quả trong khám chữa bệnh, trong đó đã cứu chữa kịp thời nhiều trường hợp nguy hiểm về tính mạng. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với 40 tỷ đồng, đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Trong đó có nhiều máy móc hiện đại được Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đưa vào khám chữa bệnh. Bước đầu đã cứu chữa được nhiều ca bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Đây là máy thở tần số cao, được đầu tư gần 1 tỷ đồng, dùng để cứu sống các bệnh nhân bị suy hô hấp nặng, thất bại với máy thở thông thường. Và mới đây nhất, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng đã cứu sống một bé trai hơn 3kg ở huyện Đức Trọng. Khi nhập viện, bé trai này đã ngừng thở. Nhờ sự nỗ lực tích cực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi chẩn đoán, sau 4 ngày điều trị bằng máy thở tần số cao, hiện nay sức khỏe bé trai đã hồi phục. Được biết hiện nay, ở nhiều bệnh viện Nhi trên cả nước, máy thở tần số cao chỉ có ở một số ít bệnh viện. Và đây là máy duy nhất ở tỉnh Lâm Đồng. Máy thở tần số cao chỉ dùng cho bệnh nhân nguy kịch về tính mạng, tỷ lệ xuất hiện các biến chứng ít. Các biến chứng cũng dễ dàng xử trí bằng bù dịch và vận mạch. Mặc dù thì trang thiết bị nó cũng còn hơi thiếu thốn, vì chúng tôi cũng phải cố gắng nỗ lực để mà điều trị những cái trường hợp rất nặng của các tuyến trở về. Ví dụ như là ở Đương Dương, Đức Trọng, Lâm Hà thì những cái bệnh nhân nặng. Có những nếu mà thực sự mà không có cái máy thở tần số cao thì khi mà thở máy thông thường thất bại thì chúng tôi cũng không thể là chuyển viện được vì nó rất nặng. Cái thứ hai nữa là có thể là tử vong. Mà nhờ khi mà triển khai cái thở máy tần số cao thì sau khi thở máy 4 ngày thì em bé ổn định và xong thôi chúng ta lại chuyển lại cái thở máy thông thường và hiện nay chúng tôi là cái máy thở lại và hiện nay là em bé ổn định. Một điều là đáng mừng cho chúng tôi. Không chỉ vậy, Bệnh viện Nhi cũng đã cứu sống nhiều bé sinh non khác nhờ máy móc được đầu tư mới này. Bệnh viện Nhi Lâm Đồng ban đầu đi vào hoạt động chỉ 60 giường bệnh. Do nhu cầu bệnh nhân đông nên bệnh viện đã xin thêm 30 giường, nâng tổng số giường hiện có là lên 90 giường bệnh. Cơ bản bước đầu đã đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, trung bình hàng ngày, bệnh nhân đến khám hơn 100 lượt bệnh nhân. Với cơ sở vật chất mới, đội ngũ y bác sĩ tận tình, nên bước đầu cũng đã tạo dựng được niềm tin của người dân. Làm được 2 ngày, ngày nay ngày thứ 3 rồi. Cơ sở vật chất thì tốt, bác sĩ thì cũng ân cần. Con em bị trào ngược dạ dày với lại bị viêm phổi. Dạ đỡ rồi. Em thấy 2 ngày là con em nó hết bệnh rồi. Nhưng mà phải vô đúng thuốc, cho nên là phải ở đây tới 5 ngày. Để có những ca cứu sống tính mạng kịp thời cho những trường hợp nêu trên và còn nhiều trường hợp khác, về lâu về dài thì cần hơn nữa sự đầu tư về nguồn nhân lực và trang thiết bị máy móc. Đó chính là những yếu tố quan trọng để nâng tầm của một đơn vị chuyên về bệnh nhi ở địa phương. Và để làm được điều này, ngoài sự nỗ lực của đơn vị bệnh viện thì cần sự quan tâm của các cấp các ngành, giúp cho người dân yên tâm khi điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.